Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, đã gần 4 tháng kể từ ngày tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraina. Cho đến thời điểm này, Nga được cho là bên chiếm ưu thế về vũ khí khi hệ thống tên lửa và pháo binh được coi là thần chiến tranh của nước này. Dù vậy, ông Putin vẫn lo ngại về việc Mỹ và Anh đồng ý cử cho Ukraina một số hệ thống tên lửa tầm trung, bất chấp việc Nga tiếp tục đe dọa và cảnh báo hậu quả nếu phương Tây còn tiếp tục giúp đỡ Ukraina và tuy binh sĩ trong quân đội Ukraine còn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng thành thạo hệ thống vũ khí hiện đại, nhưng không thể phủ nhận việc được nguồn viện trợ từ phương Tây đã giúp Ukraine vững vàng hơn cho cuộc xung đột này. Bài viết của Asia Sam được đăng trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề Tên lửa của Mỹ và Anh thách thức thần chiến tranh của Nga trên chiến trường Ukraine. Thông tin về những lo ngại của ông Putin khi các nước phương Tây liên tục cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Kể từ chiến tranh thế giới thứ nhất, pháo binh của Nga chiếm ưu thế trên chiến trường trong hàng thập niên qua liên xô và sau đó là nga đã dựa vào lực lượng mặt đất xoay quanh triển khai các loại súng và hệ thống tên lửa phủ kính trận địa còn các loại vũ khí khác được sử dụng để hỗ trợ cho lực lượng này Pháo binh được coi là thần chiến tranh của Nga. Người Nga đã sử dụng lượng lớn bệ phóng tên lửa và hệ thống pháo để tấn công và phá hủy các mục tiêu của Ukraine. Khả năng bắn trúng mục tiêu hoặc vô hiệu hóa mục tiêu bằng chất nổ không chỉ tạo ra sức công phá lớn mà còn gây tổn hại sâu sắc đến tinh thần của đối phương. Cho đến nay, Nga đang chiếm ưu thế về pháo và hệ thống tên lửa. Việc sử dụng pháo binh đang thay đổi từ một loại vũ khí vốn dựa vào việc vô hiệu hóa mục tiêu để đảm bảo mục tiêu bị phá hủy cho tới một loại vũ khí chính xác. Để hoạt động hiệu quả, các xã thủ không chỉ cần xác định mục tiêu thông qua thiết bị trên sát như máy bay hoặc máy bay không người lái mà còn bắn vào mục tiêu với số lượng đạn ít nhất có thể. Việc sử dụng pháo binh nặng về hậu cần, càng có nhiều đạn pháo được sử dụng thì càng cần nhiều xe tải chuyên chở và cần nhiều nỗ lực hơn trong vấn đề tiếp tế. Đây là vấn đề khó khăn đối với quân đội Nga khi hoạt động trên chiến trường Ukraine. Khiến Nga lo ngại, không chỉ vì địa bàn di chuyển khó khăn của quân đội trên đất ukraine mà còn vì kho vũ khí ngày càng tăng của ukraine khi các nước phương tây liên tục viện trợ hàng loạt vũ khí hiện đại tới chiến trường căng thẳng này các yếu tố quan trọng về độ chính xác và tầm bắn trong các chiến pháo binh là lý do quân đội ukraine đang khao khát có được càng hệ thống pháo và tên lửa tầm xa có độ chính xác cao càng nhiều càng tốt Ukraine đã nhận 90 khẩu lựu pháo M777 từ Mỹ. Ngoài ra, Ukraine còn nhận pháo Cessas của Pháp, Zuzana của Slovakia, hệ thống pháo tự hành Pazen Haubitze 2000 của Đức và Hà Lan. Tất cả đều có tầm bắn độ chính xác và khả năng sát thương ấn tượng. Tuy nhiên, không có hệ thống nào đáng gồm hơn hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS mà Mỹ sắp gửi tới cho Ukraine. Đây là phiên bản cải tiến của hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS M270. Anh đã cam kết sẽ chuyển cho Ukraine loại vũ khí này. Lý do người Ukraine lên tiếng để có được những hệ thống này là vì họ muốn vươn xa hơn tới phía sau chiến tuyến của Nga so với những loại pháo mà Ukraine đang có. Với ít ỏi HIMARS và MLRS, Ukraine khó giành chiến thắng. Một số phiên bản của hệ thống HIMARS có tầm bắn lên tới 300 km. Lo ngại xung đột leo thang, người Mỹ hạn chế cung cấp đạn dược tầm xa cho Ukraine. Theo đó, Ukraine sẽ không nhận được hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân. ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km, phòng trường hợp lực lượng Kiev dùng tên lửa này tấn công căn cứ cung ứng và trụ sở chỉ huy Nga. Mức độ không hài lòng với khả năng này gần đây đã được thể hiện thông qua việc Nga phóng tên lửa hành trình vào Kiev. Lần đầu tiên trong năm tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn cảnh báo hậu quả sẽ còn nhiều hơn nữa nếu Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tên lửa M-30, M-31 mà Ukraine có thể được cung cấp để bắn từ HIMARS và MLRS có tầm bắn ngắn hơn nhưng vẫn đáng kể, hơn 64 km. Điều này khiến HIMARS trở thành vũ khí đáng gờm được bổ sung vào kho vũ khí của Ukraine các khoản tài trợ gần đây nhất của mỹ và các nước khác về pháo binh bao gồm các thiết bị hỗ trợ quan trọng không kém chẳng hạn như radar chống pháo binh có khả năng xác định vị trí của pháo và bệ phóng tên lửa của đối phương với tốc độ và độ chính xác cao mỹ và đồng minh sẽ mất vài tuần trước khi binh sĩ ukraine được huấn luyện để sử dụng những hệ thống vũ khí phức tạp này đó là chưa kể sẽ cần thêm thời gian để triển khai và tích lũy kinh nghiệm sử dụng chúng Hiện Mỹ mới chỉ thông báo sẽ gửi cho Ukraine 4 tổ hợp HIMARS cùng một số MLRS do Anh tài trợ. Về lâu dài chưa rõ Anh sẽ cung cấp cho Ukraine bao nhiêu tên lửa, dù một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh từng tuyên bố con số sẽ rất nhiều. Theo nhận định của Asia Times, MLRS và HIMARS với số lượng ít ỏi sẽ khó giúp quân đội Ukraine giành chiến thắng. Quân đội Ukraine sẽ cần nhiều vũ khí tương tự hơn cùng với xe tăng, máy bay không người lái, máy bay và nhiều phương tiện khác như xe tải, xe tăng vận tải để đảm bảo thành công cho cuộc phản công của họ sau đó trong mùa hè này. Tuy nhiên, để đạt được chiến thắng trong các cuộc chiến dài hơi này, Ukraine cần có sự hỗ trợ từ các nước phương Tây để biết cách sử dụng thành thạo các loại vũ khí hiện đại. Và không chỉ dừng lại ở chiến trường rực lửa Severodonetsk như hiện tại, tam vọng của Nga và sự chống trả quyết liệt của quân đội Ukraine đang tạo ra một thế cân bằng tại điểm nóng Severodonetsk. Ông Putin đã tuyên bố sẽ không từ bỏ Severodonetsk, còn Ukraine cũng quyết tâm chống trả đến cùng. Vì vậy, cuộc chiến tại nơi này sẽ tiêu tốn thêm nhiều lượt vũ khí, đạn pháo hay thậm chí sử dụng đến các tên lửa cho đến khi chiến thắng ngã về một trong hai bên. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, các nước thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nâng cấp kho vũ khí của Ukraine với các loại vũ khí ngày càng tinh vi với nhiều hứa hẹn hơn, như hệ thống phá phản lực bắn loạt hiện đại của Mỹ và Anh đã cam kết. Thế nhưng việc huấn luyện binh sĩ cách sử dụng vũ khí như thế nào đã trở thành một trở ngại ngày càng lớn và đáng kể với quân đội Ukraine, điều mà trung sĩ Dimitro Pisanka và đồng đội của ông đối mặt hàng ngày, tương tự như việc được cho iPhone 13 nhưng chỉ biết cách nghe gọi. Bài viết của New York Times được đăng tải trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề Thách thức lớn với Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí ồ ạt cho biết tình trạng quân đội Ukraine chưa biết cách sử dụng những vũ khí hạng nặng mà phương Tây viện trợ cho nước này. Nhìn qua ống ngắm được gắn vào một khẩu súng chống tăng, trước mắt trung sĩ Pisanka là những con số và dòng chữ phức tạp mà nếu đọc đúng thì mới giúp ông tính toán để bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, sai sót vẫn thường xảy ra trên chiến trường. Hơn một tháng trước, các chỉ huy thuộc đơn vị pháo binh tiền tuyến của ông phải sử dụng máy đo khoảng cách công nghệ cao, sử dụng công nghệ laser do phương Tây cung cấp để giúp xác định mục tiêu. Tuy nhiên, có một trở ngại là không ai biết sử dụng nó. Trung sĩ Pisanka nói, điều này giống như được tặng một chiếc iPhone 13 nhưng chỉ có thể sử dụng để nghe gọi. Trung sĩ Pisanka cho hay, máy đo khoảng cách công nghệ cao JIMLR nằm trong gói hỗ trợ quân sự Mỹ viện trợ cho Ukraine, dường như là một lựa chọn hoàn hảo. Máy đo này có thể quan sát mục tiêu vào ban đêm và tính khoảng cách, thế nhưng một số binh sĩ có thể sử dụng nhưng số khác thì không. Trung sĩ Pisanka nói thêm, Tôi đã cố gắng học cách sử dụng nó bằng cách đọc bản hướng dẫn bằng tiếng Anh và sử dụng công cụ Google Dịch để hiểu. Vào hôm mùng 6 tháng 6, anh cam kết sẽ gửi hệ thống pháo phản lực bắn loạt cho Ukraine, giúp cải thiện tầm bắn và độ chính xác của các pháo binh. Vài ngày trước đó, tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cam kết sẽ cung cấp vũ khí tương tự cho Kiev. Các nhà lãnh đạo Ukraine thường xuyên yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí, thiết bị hiện đại như tên lửa dẫn đường chống tăng mới, lựu pháo và tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh với hy vọng sẽ giành được chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga tuy nhiên trước nhu cầu về vũ khí mới binh sĩ ukraine cần biết cách sử dụng chúng nếu không được huấn luyện đầy đủ thì những tình huống khó xử như đơn vị của trung sĩ pisanka đang gặp phải có thể diễn ra ở quy mô lớn hơn giới phân tích cho rằng điều này có thể lặp lại kịch bản như hướng tiếp cận của mỹ tại afghanistan đó là khi quân đội afghanistan được cung cấp vũ khí nhưng không thể bảo trì và sử dụng nếu không có sự hỗ trợ lớn về hậu cần về thách thức lớn này ông michael kaufman giám đốc nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu CNA ở quận Arlington, bang Virginia, Mỹ nói, người Ukraine muốn sử dụng vũ khí phương Tây nhưng cần được huấn luyện để sử dụng chúng, tuy nhiên không phải điều gì cũng có thể vội vàng. Mỹ và các nước NATO đã huấn luyện sâu rộng cho quân đội Ukraine trong nhiều năm trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, mặc dù không phải huấn luyện về một số vũ khí hiện đại mà họ đang cung cấp cho Kiev. Từ năm 2015 đến năm 2022, giới chức quân sự Mỹ cho hay các huấn luyện viên quân sự của Mỹ đã huấn luyện cho hơn 27.000 binh sĩ Ukraine tại trung tâm huấn luyện chiến đấu Yavoriv gần thành phố Elviv, miền Tây Ukraine. Hơn 150 cố vấn quân sự của Mỹ ở Ukraine khi Nga tấn công nước này vào hồi tháng 2, nhưng họ đã rút đi. Kể từ khi bắt đầu xung đột, chính phủ Mỹ cam kết viện trợ khoảng 54 tỷ USD cho Ukraine và cung cấp hàng loạt vũ khí và thiết bị, gần đây nhất là bệ phóng tên lửa di động HIMARS. Tuy nhiên, để tránh đối đầu trực tiếp hơn với Nga, chính quyền Mỹ đến nay từ chối cử cố vấn quân sự trở lại Ukraine để giúp lực lượng nước này sử dụng hệ thống vũ khí mới thay vào đó là dựa vào chương trình huấn luyện bên ngoài. Vì vậy, việc được bổ trợ các loại vũ khí tinh vi và hiện đại nhưng không biết cách sử dụng đang là áp lực vô cùng lớn đối với các binh sĩ Ukraine. Điều này đã gây áp lực rất lớn lên binh sĩ Ukraine như trung sĩ Andriy Mikita, thành viên của lực lượng biên phòng Ukraine. Trước chiến tranh, trung sĩ Mikita đã được đào tạo ngắn hạn từ các cố vấn quân sự NATO về vũ khí chống tăng hiện đại Enlo của Anh giờ đây trung sĩ mikita chạy quanh các vị trí tiền tuyến cố gắng hướng dẫn đồng đội sử dụng chúng trung sĩ mikita cho biết trong nhiều trường hợp binh sĩ ukraine đã học cách tự sử dụng một số vũ khí bao gồm alo thông qua video trực tuyến và thực hành trung sĩ mikita nói thêm tuy nhiên có nhiều loại vũ khí bạn không thể học bằng trực giác tên lửa đất đối không pháo binh và một số thiết bị do đó chúng tôi cần các khóa huấn luyện chính thức Trung tá lục quân Mỹ đã về hưu Daniel Davis nhận xét về thách thức mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt như sau. Ý tưởng là nếu bạn có đủ vũ khí của phương Tây, bạn sẽ có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, vấn đề là nảy sinh với điều đó. Chiến tranh không chiến thắng bằng thiết bị, chiến tranh chiến thắng bằng quân đội và binh sĩ. Có thể quân đội Ukraine cần thêm thời gian để có thể sử dụng thành thạo những vũ khí nhận được từ nguồn viện trợ Mỹ-Anh. Tuy nhiên, việc nhận được nguồn hỗ trợ lớn từ các nước phương Tây giúp quân đội Ukraine đứng ở thế cân bằng với chính phủ, ông Putin trong cuộc chiến này. Thưa quý vị, cho đến hiện tại, Nga đang dồn tất cả hỏa lực để tấn công vào điểm nóng Severodonetsk để thực hiện được mục tiêu cuối cùng là giải phóng Donbass. Tuy nhiên, với sự chống trả quyết liệt và những vũ khí được phương Tây viện trợ, Ukraine cũng cho thấy mình không phải là một đối thủ dễ đánh bại. Vì vậy nên chiến trường Severodonetsk vẫn đang rực cháy bởi tiếng súng đạn. Những tin tức nóng nhất về diễn biến chiến sự giữa Nga và Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.